quan đến vụ việc tài xế lái ô tô tông ngã xe đặc chủng cảnh sát giao thông trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh rồi bỏ chạy, mới đây phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, công an thành phố Hồ Chí Minh PC08 đã có kết luận ban đầu vụ việc. Ngày 29 tháng 11, một cán bộ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, phòng PC08 cho biết sau khi lập biên bản tài xế lái ô tô tông ngã xe đặc chủng đã rời bỏ chạy trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Đơn vị đã tạo điều kiện cho người này tiếp tục lái xe chở con đi bệnh viện. Theo đó, vào lúc 12:40 cùng ngày, tại giao lộ Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thuộc PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 60K04920 đi trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng từ cầu Nguyễn Tri Phương về vòng quay Nguyễn Tri Phương, có hành vi rẽ phải vào đường Nguyễn Trãi khi đèn đỏ. Sau đó, xe này tiếp tục đi đến giao lộ Trần Hưng Đạo, Huỳnh Mẫn Đạt. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu người điều khiển phương tiện xuống xe để giải quyết vụ việc vi phạm. Tuy nhiên, Lý Quang Giờ điều khiển ô tô tông ngã xe đặc chủng của cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Đến giao lộ Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu, tổ công tác đã dừng được phương tiện nói trên. Tổ công tác cho biết lúc đó, ô tô có một phụ nữ và trẻ em đi cùng. Lúc dừng xe, tài xế xuống trình bày lý do con bị bệnh, đang trên đường đến bệnh viện, tinh thần hoảng loạn nên đã có những hành vi vi phạm trên. Theo PC08, sau khi làm việc với tổ công tác, ông Lý Quang Giờ nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Giờ về các hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Tổng mức phạt của hai hành vi này là 10 triệu đồng và tài xế bị tước giấy phép lái xe 3 tháng. Trước đó vào trưa cùng ngày, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông dừng xe đặc chủng trước đầu xe ô tô màu vàng và nhiều lần yêu cầu tài xế xuống xe. Tuy nhiên người này không chấp hành mà còn lái ô tô tông ngã xe đặc chủng của cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Xe của cảnh sát giao thông ngã đè lên một xe máy khác của người dân trên đường. Khi chiếc xe màu vàng bỏ chạy, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dùng gậy đập vào kính xe hơi nhưng tài xế vẫn không dừng lại. Vụ việc cũng gây náo loạn đường phố, nhiều người đi đường dừng lại theo dõi.